Có giờ mời cho bộ mình không có bản mở bản khác luôn rồi cô. Đấy này này nó rộng nè, để xích qua, để ít quá để ít qua. Bà chửi chắc nghe. Sơ quá. À, món gì để vô coi. Đẹp không? Ngon không? Ê này 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 sao giống một câu cà phê nè, hai món đặt lên đặt một chỗ nè. Cắt núi ra. Vui mà. Một gái cắt nhìn bao một. Cái này là mật ô nãy. Lan chi. Mật chưa là nó xoan gì mà dài câu cái biểu để tối nay. Kêu tiền đi lại coi. Không có đông đâu. Nói ra mà đâu nha. Để chút nữa cho ông coi trước đi nha. Ông điều dạo bên qua bên kia được không? Lên mặt đi. Tiệm này tiệm có hiếp không? Khác khác nhìn không giống. Rồi. Mừng lắm phút nữa vậy rồi. Ba đi để tôi ăn nguội. Mày tôi ăn nguội. Ăn nguội. Ăn thử nó ngắm là được. Ăn thử anh thử ngon, cái món nào ngon nó chấm nhất gì ba rồi cho nó thích quen. Không được cái sao này cũng được, có mấy món vậy từ từ em từ từ lên dạ mấy từ xã nào xong em lên đó, xã nào xong thì bên trước xã có bán không là xã gì anh đây xã gì xã Minh Tăng bác cái chén đó đi sớt cái nước này ra cho anh thử thử miếng nha. Không không bắt buộc là món mặn nó ngọt, ai muốn làm gì làm được. Ông muốn mặn nó ngọt thì ai muốn làm gì làm được. Không giờ cho ban giám khảo đặt cách cho anh đánh giá cái ly nước này luôn này để chấm luôn. Cắt luôn á. Ủa em tưởng nó chỉ làm đâu em. Dạ chú ơi nút cầm hết ly luôn đi. 15 phút rồi chú ơi. Đẩy hết lên đi. Đẩy dữ lên đi. Và bún thịt và tôm và ruốc là sử dụng khoa huyện anh cho nó là cái vị rất là lạ chúng ta còn lòng với chấm ở đây là chấm từ đậu tương. Đây một món ăn dân dã nhưng mà cũng lạ điểm cho mỗi gia đình chúng ta có cái gai là có đông đậu thịt nữa đây á thì sẵn đang nấu con câu và nội ăn nguyên liệu đó là cà phê và phô mai. Vị cà phê thì hơi béo, có sự béo ngậy, hơi đắng đắng một chút. Và cái hòa quyện với phô mai đó có một vị ngọt, đó hòa quyện lại làm cho hai cái vị đó sẽ giúp cho cái khẩu vị của mình đó cân bằng. Xin mời bán khảo sẽ lên luôn. Rồi, quá ngon. Cái này á hả? Có phô mai. Sản phẩm thì là các nguyên liệu thực phẩm đều là tinh túy của ba miền, đối với người dân ta thì ai cũng có thể sử dụng phù hợp với khẩu vị của tất cả mọi người. Trong thời tiết mát, thời tiết nóng lực vậy thì chúng ta dùng và chuẩn bị mà chén của mình thì tạo cảm giác mát mẻ. Nói chung là là mất hết 50% điện cái đường, đúng không chú là chú em coi lại coi chú thiếu hành ăn hả mấy cái món cài là được đó thiếu hành cài nữa cái này giống chè bạch là cái nguyên liệu chính của nó là cái hành ăn mà cái ghi biên bản cho này để chú nó cài cái rau này con phải bằng mỏng lại cái này là chè trái cây mở thêm câu câu đơn vị xã Minh Tâm đến hội ngày em đến đơn là gồm có hai phần, đối với món ăn thì gồm có là bánh bao mặn và bánh bao ngọt, còn đối với phần thức uống thì có thức uống được chế biến từ trà sữa, gồm có là trà sữa kem trứng nướng, trà sữa macchiato và sữa chua chân trâu đường đen. Thì bánh bao là một cái món cái này là một món nước nha, ba cái này là một món nước. Còn cái này là một món bánh. Dạ. Vậy là hai món đúng không? Dạ. Thì đối với món bánh bao thì nó được làm gồm có phần vỏ và phần nhân. Thì phần vỏ thì được làm từ tinh bột. Còn đối với phần nhân thì về nhân mặn thì người ta sẽ làm
từ thịt bằm, mực nỉ, thêm trứng cút, và còn đối với bánh ngọt á, thì sẽ là có nhân trứng sữa. Có cái nhiều cái thức mà chế biến thì trong đó có chiên hoặc là hấp. Nấu món này là món ăn chính, sau đó đây là món ăn khai vị, ăn chính sau đó là món ăn khác, đây là một trong những cái thành phần giúp cho mình chống được hóa từ giúp mình mát gan, giải độc, có nấm tuyết, dạ có nấm tuyết luôn, và được nấu từ lá dứa nữa để cho nó có cái hương vị thơm. Đường thì là đường than, nó có vị ngọt thanh. Ai khéo miệng cái tình nha, không để tôi thêm cái tình nha. Rồi, tình đi. Bên Định Thành em thì em kính thưa quý khán giám khảo cùng toàn thể các bạn đoàn viên. Thì ngày hôm nay thì em đến với Thọ Tiên ngày hôm nay là tới hai món. Là món chè bưởi và món bún mực nướng. Và món bún mực nướng này thì đối với Việt Nam mình đó là một món bún ăn rất là nổi tiếng của cả ba miền Bắc Trung Nam. Và cái người dân miền Nam mình đó thì mình gọi là bún mực nướng, còn ngoài miền Bắc thì lại gọi là bún chả. Cho nên cái nguyên liệu của cái nguyên liệu để làm cái món bún mực nướng này thì khá là cầu kỳ, thì cần có rau sống, dưa leo, giá đổ, rồi và thành phần không thể thiếu của nó đó chính là món thịt nướng. Vậy đấy là nó có cái tên là món bún thịt nướng, và cái loại thịt để mà lựa làm thịt nướng cho món bún này thì cũng phải lựa chọn, và cái thịt nạc vai là cái lựa chọn số 1 để dành cho bún thịt nướng này, tại vì cái độ béo của nó sẽ vừa miệng cho cái thực khách ăn, nó không bị ngậy, không bị béo. Và cái thành phần thứ hai mà quan trọng không kém đó chính là món nước mắm, tại vì cái độ nước mắm nó sẽ quan trọng để bổ sung cho cái tô bún mực nướng vị có ngon hay không, có đậm đà hay không, là do cái bàn nước mắm và cái mùi vị của bún mực nướng ạ. Và cái món bún mực nướng này thì nó cũng là một cái món ăn dân dã như ở các miền, và đối với người dân Việt Nam mình thì mình ăn nó vào cái cửa nào nó cũng rất là ngon, và đa số thì nó nên là một cửa ăn dù là cái cửa ăn buổi chiều buổi lỡ, để bởi vì cái độ của nó và cái phần rau sống nó sẽ không làm cho mình bị ngấy và bị nhảy hoặc là bị ớn trong cái bữa ăn tối ăn chính của mình. Và thành phần rau xanh của nó cũng rất là nhiều cái tinh chất một để hỗ trợ cho sức khỏe. Và cái món thứ hai của xã em đem đến với ban giám khảo đó là món chè bưởi. Đây là một món ăn cũng nổi tiếng của Việt Nam chúng ta, và cái thành phần trong món ăn món chè bưởi thơm ngon béo ngậy như thế này á, thì trong cái món này không thể thiếu đó là cái cùi bưởi. Và cùi bưởi rồi chế biến trong cái là phải ngâm nước muối để cho hết cái độ the của bưởi. Và khi mà chế biến cái này chúng ta cần có 3 bước. Bước đầu tiên của chúng ta là phải chọn được cái trái bưởi thơm ngon, và khi ăn hết phần ruột chúng ta sẽ phải giữ lại phần vỏ để cắt hạt lựu, thái mỏng hay là băm nhuyễn để dùng cho cái phần nấu chè. Và cái phần không thể thiếu đó là cùi bưởi. Cùi bưởi này á là chúng ta phải ngâm với lại muối cho nó hay đi, và sau đó trộn với lại bột năng và đường tinh để giữ được cái độ dai ngon và giòn ngọt của cái cùi bưởi. Và khi nấu thì chúng ta sẽ phải khuấy đều tay cái món chè bưởi sau này với lại bột năng và nước cốt dừa để cho nó có cái độ sánh đặc như thế này, nó sẽ không có bị đặc quá, nó sẽ không được ngon. Và khi mà khuấy đều tay rồi thì cái món chè bưởi của mình là cái khâu cuối cùng đó chính là nước cốt dừa và đậu xanh. Thì nước cốt dừa và đậu xanh là nó rất là thơm, và trong cái thành phần của chè bưởi nó cũng là rất tốt cho sức khỏe. Cái món ăn chè bưởi này nó cũng đem lại rất là nhiều giá trị dinh dưỡng cho cái thành phần sức khỏe của người ăn, là tại vì trong chè bưởi nó sẽ có rất là nhiều vitamin C và bổ sung các dưỡng chất như kali nè, rồi phốt pho nè, rồi nó sẽ hỗ trợ được cho cái đường tiêu hóa của chúng ta, rồi hỗ trợ ngăn ngừa được táo bón và giảm tăng cái đường huyết của chúng ta lên. Nên cái món chè bưởi này dùng trong cái tháng nắng của tháng giêng như này rất là hợp. Mấy ở dưới lên chị, cái vị ở dưới lên sẽ đây nữa, sẽ đây nữa nha, đi ăn nữa chị. Đó rồi. Nó lượn
gì? Trà sữa hả? Trà sữa trân châu. Ba lấu hay gì đây? Ba lấu. Rau câu, bột rau câu và đường. Rau câu dừa là món ăn khoái khẩu của nhiều người, hấp dẫn của cả trẻ con và lẫn người lớn. Và khi ăn, bạn sẽ thấy khi mà chúng ta dùng muỗng tháo gỡ từng lớp rau câu á, thì hương vị lớp đầu tiên sẽ là cái phần hương vị màu khác nhau. Đầu tiên là phần miếng thịt dừa béo ngậy và không khí các bạn ở trên mặt. Sau đó em có làm thêm một những cái sợi dừa mà ăn thì nãy giờ tấm nào em mà sáu gái lượng đưa lên á. Đó là gỏi cuốn trên gà sả tắc với lại là xong mía đông thịt chia. Dạ. Thì qua mấy ngày tết thì ăn những cái món dầu mỡ thì rất là nhiều rồi. Thì tại hôm nay thì bên xã Thịnh Hiệp làm món gỏi cuốn thanh đạm, không có bị dầu mỡ nhiều, gỏi ngáy, ăn chung với lại cuốn sốt. Đó là tương đen, ăn chung với đậu phộng và đậu chua, thêm miếng ớt nữa. Còn về chân gà xả tắc thì là cái món đang rất là hot trên mạng, cũng như là giới trẻ, cũng như là những người trên mọi người luôn. Thì rất là mê cái món chân gà xả tắc này, thì nó vừa có là vị chua, vị cay, vị mặn, vị mặn ngọt ngọt của chân gà, ăn thêm với cùng là xoài chua thì nó tạo cái bớt là giảm bớt cái độ ngấy của chân gà. Bên cạnh đó tụi em có món tráng miệng là rau câu dừa, đại tiện dừa, thành phần là dừa thôi, cực với cơm dừa, nước dừa, thịt rau câu, cho nên ăn rất là nguyên chất, nó mát. Và cái thời tiết này thì không có nào mà nắng được đó, nhà tắc giải nhiệt rất là tốt. Trên đó thì tắc cũng thành phần vitamin C á, góp phần mình giải cảm, rồi giải mệt mỏi, tăng sức đề kháng cho cơ thể.